vị khán giả, chúng ta cùng đến với các trận đấu trong buổi chiều ngày Chủ nhật hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2018. Các trận đấu thuộc vòng 3 giải bóng đá hạng nhất Cúp Vinhomes 2018. Trung điện. Đội cột. Nóng tô rét. Cho dù thời tiết đang có phần khá đậm. Cường Côn rất tốt, gọi cho Cường Côn không được, rất đáng tiếc cho Cường Côn, không có lỗi, bóng trong chân của cầu thủ Mobifone. Thành Tuyên Quang, cú dứt điểm Thành Tuyên Quang không được. Cường Côn, pha làm tường của Long Tô Z cho Hùng Sư Phạm, nhưng cao thủ Hiệp Hòa đã cướp được bóng. Thành Hiếu rất nguy hiểm, một chút nữa thôi thì Thành Henry đã có thể chạm được vào bóng và lấy bóng qua từ Hiệp Hòa Group. Gọi trong vòng đấu này đó là đứt mạch chiến thắng của cao thủ rất nguy hiểm và vô lề của Hiếu Savi và bóng lên cho cao thủ Hiệp Hòa. Nguyên công rất tốt cho Hiếu Savi, không vào. Và vô lê rất căng của Hiếu Savi. Dương Hiếp và Hiếu Savi vào rồi. Tỷ số là 1-0 cho các thủ Boyphone. Một pha phối hợp đá phạt giữa ba cầu thủ được tung vào sân trong hiệp đấu thứ hai. Người ghi bàn đó là An Châu, vừa được tung vào sân và đây bàn luyện Mobifone. Đánh đầu đập đất, không cho Long Quang bất kỳ một cơ hội nào cản phá. Long Quang đã không thể kiểm soát được đường bóng tạt vào của Hiếu Savi. Đã mang lại rất nhiều những cơ hội cho Mobifone. Rất khỏe Xuân Tuyên, 3-1. Xuân Tuyên vào rồi, cú đúp cho An Châu. Không thể bỏ lỡ những cơ hội như vừa rồi. Không phải là sự hợp tác giữa Xuân Tuyên, Dương Hít và An Châu. Trận đấu mà An Châu đang sắm vai nhỏ của cao thủ Mobifone. Đình Cường mất bóng của cao thủ Hiệp Hòa. An Châu gọi cho Mobifone, cú hat trick dành cho An Châu rất nhanh và nguy hiểm. Cú sút bóng nối rất tốt của đồng xem lại bàn thắng của An Châu. Cú sút bằng lòng rất nhanh. Có lẽ là chỉ gần như thế thôi. Cường bàn thắng sau ba lượt trận. Quả đá phạt dành cho cao thủ Hiệp Hòa Group. Thành Đạt không được, phản công cho Mobi. Dương Hiếp rất nguy hiểm. Dương Hiếp quyết định tung ra một cú tiệm thẳng về phía khung thành của Long Cuba. Rồi, không vào. Thế Cường. Và đúng lúc này trọng tài đã được còi kết thúc trận đấu giữa cao thủ Mobifone và Hiệp Hòa Group. Tỷ số cuối cùng là 3-0 cho cao thủ Mobi với cú hat-trick của số 19 Hà Thuận An. Một trận đấu xuất sắc của cao thủ Mobi và đây là 3 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng cao thủ Mobi.